Hey, hello anh em nhé, chào mừng anh em sẽ kênh của mình. Hôm nay thì mình đang tất cả chuẩn bị lắp đỡ chai giải tay gương cầu. Đưa đi anh, thoải mái đi anh. Đưa thoải mái đi anh. Rồi, ok. Tiến lên phía đây ạ, tiến lên một tí thôi. Rồi, ok anh. Đấy, đây là toàn bộ xe Hyundai Hyundai Porter các bạn nhé. Đây, Hyundai Porter Hyundai Porter 150. Đây, cái xe Hyundai Porter 150 của anh trai. Hôm nay mình sẽ làm cái gương tròn vì toàn bộ xe này thì ở Việt Nam mình không có gương tròn. Anh có lắp cái gì được không? Gương tròn này với cả gì nữa? Ờ, cái ốp này bao tiền nhỉ? Ốp gương hả anh? Ốp gương 600 anh ạ. 600 á? Dạ. Vâng ạ. Đấy, anh có thích làm gì để em làm một thể luôn? Lắp cho em tặng cái này đi. Ok, xong luôn, xong luôn. Chú ơi, anh em nhá, chào mừng anh em chạy kênh của mình. Hôm nay thì mình lại đang chuẩn bị tình cảnh lắp cho chiếc xe Hyundai Porter 150. Porter 150, Porter 100 thì toàn bộ chiếc xe này ở Việt Nam là không hề có tay gương tròn các bạn nhé. Và tay gương cầu, ngoài Bắc thì gọi là tròn, trong Nam gọi là tròn, cầu ngoài Bắc gọi là tròn. Đấy, thì hôm nay thì mình sẽ lắp cái tay gương tròn cho anh trai và rất đơn giản thôi. Trước khi lắp thì chúng ta có chuẩn bị một số những cái vật dụng cần thiết. Ngày trước thì mình đã... anh em ở xa thì chúng ta có thể bắn đinh rút, bắn đinh vít, hoặc ở đây gần thì các bạn có thể làm bài toán là bắn đinh rút. Gen inox rất là bền luôn các bạn nhá. Các bạn đánh dấu đây cái vị trí này. Đây cái vị trí này là cái vị trí bắt tay gương tròn đẹp nhất các bạn nhá. Đó, sau khi các bạn đánh dấu xong như này các bạn này thì nó sẽ có hai cái lỗ, hai cái dấu chấm này để các bạn khoan. Đấy các bạn thấy không? Nó sẽ cách cái vị trí này một tí thôi. Chúng ta đừng bắn lên cao quá, gần bắn thấp quá. Đấy, sau đó các bạn khoan các bạn nhá. Tôi rất là nhiệt, là 5 triệu, 5 triệu anh ạ. 5 triệu, 5 triệu ạ. Đấy luôn đấy, đúng không? Vâng. Đi hôm nay em cũng em lắm. Ok anh. Ok. Ok anh. Lắp cả cái... À cái móm nhỉ. Cái móm sẽ vào xe. Nó có cái... Rồi rồi em bây giờ cái lòi ra cái móm, cái móm ấy nhỉ. Thế thì em ra tin là thay cái này đi. Sao thay? Đẹp vào anh đây. Lắp cái mũi thấp rồi rồi rồi. Thấp mà nó có cả cái cốp đấy thì à gói cốp rồi rồi rồi. Ok 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 anh. Sau khi các bạn khoan các bạn nhá, chúng ta phải khoan cho nó to ra để bắn lên chút xem. Đó các bạn thấy không? Đây là toàn cảnh chiếc xe Hyundai Porter chưa hề có tay gương cầu. Đấy, toàn bộ chiếc xe này ở Việt Nam thì chưa hề có tay gương cầu các bạn nhé. Đây là bộ ốp ma răng các bạn này, R15 và R13 hàng Đài Loan đó. Bạn thấy đẹp không? Nói chung là cũng được các bạn ạ, ngon bổ rẻ đấy. Con này đằng trước là R15, sau là R13 các bạn nhé. Các bạn lưu ý các bạn kia, các bạn mua các bạn nói với khách, nói với các cụ chủ hàng là bán cho mình cái bộ R15 và R13 là lắp cho toàn bộ dòng xe Porter ở Việt Nam các bạn nhé. Đấy, R13 và R15. Đó, đây là mình đang khoan để cho là cái lỗ nó to ra để mình bắn được đinh rút các bạn nhé. Đây các bạn, sau khi các bạn khoan thì chúng ta sẽ dùng cái mũi khoan chín các bạn nhé. Đây là mũi khoan chín, mũi khoan chín các bạn khoan thủng thì chúng ta sẽ dùng cái đinh rút tán inox này các bạn này. Các bạn bắn rất là bền và đẹp, thẩm mỹ luôn. Anh em có thể tháo lắp rất là đơn giản luôn. Đây ốc 6 các bạn nhé, ốc 6. Ở đây là đinh rút tán gen này các bạn này. Ở đây là mũi khoan chín. Đó, mũi khoan chín thì mình đang khoan ở ngoài này. Đấy, đang khoan ở ngoài này các bạn nhé. Đó, các bạn thấy không? Đây là mũi khoan chín này các bạn này. Chiều thì không về mua mũi khoan khác thôi ạ. Mũi khoan chín. Đó, mũi khoan chín các bạn nhé. Khoan thủng vào mũi khoan chín. Chúng ta cầm cái... đinh rút các bạn nhé, đinh rút cái... Anh mai được em cáp cái này bao tiền? Em kết bao nhiêu? Ok anh, để có gì em cân đối, ông em phải bảo. Khi nào anh có nhu cầu hẳn đi, anh bảo anh. Đó các bạn nhé, đây các bạn này. Mình bắn đi chút tạo gen đây các bạn này, các bạn đẹp không? Rất đẹp luôn. Đó đây, cảnh các bạn xem đây. Đó, đây là cái kìm bắn đi chút tạo gen các bạn nhé. Các bạn nhé, đó các bạn đẹp không? Đơn giản không? Rất là đơn giản luôn. Đấy, các bạn có thể ra hàng chuyên về tôn gò hàn, các bạn mượn cái kim này các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể ra hàng tôn gò hàn, các bạn mượn cái kim này. Các bạn dùng thì nó sẽ rất là đẹp, và các bạn có thể dùng bài bắn vít. Đó, sau khi dài xong thì bên mình vẫn phải bắn keo các bạn nhé, vẫn phải bắn thêm vít keo nữa. Đấy, mình sẽ bắn vít keo vào mọi người các bạn, bắn thêm vòng tròn vít keo vào đây để cho nó chống tình trạng nước bám vào trong cái trôi vào trong của các bạn.
Đấy, các bạn thấy không, đẹp không các bạn? Đó. Mình sẽ bôi một chút keo cho các bạn nhé. Mình bôi một chút keo các bạn nhé, bôi keo xong đó mình bắn bắt vít thôi là xong thôi, chắc chắn luôn các bạn nhé, dày dặn luôn. Đấy nha, sau đó mình sẽ bắt ốc bài bình thường thôi. Đấy, lúc này thì nó sẽ có hai loại, một loại là bằng màu đen và một loại màu trắng, đều bắt như nhau hết các bạn nhé, đều bắt như nhau hết. Đấy, đều bắt như nhau hết các bạn nhé. Đó, các bạn cân bắn cân hai ốc này. Các bạn thấy không? Rất đơn giản luôn, thế là xong. Anh em có thể lắp gương đen, gương mạ đều được hết các bạn nhé. Đen mạ đều lắp công nghệ, đều lắp như này hết, tất cả đều lắp như này đó, thế là xong các bạn nhé. Đó, anh em thấy ok không? Đây, vừa fit fit luôn nha các bạn nhé. Đó, ok chưa? Thank you anh trai rất là nhiều nha các bạn nhé. Ok đấy chị ạ. Không rồi anh ơi, ngon rồi anh ạ. Đó, đây anh trai đây, hai chị đây, thank you anh chị rất là nhiều nhá. Có gì anh em ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Đó, ok nha các bạn nhá. Đây số tổng đơn người nước đây các bạn, có gì anh em ủng hộ mình nhá các bạn nhá, thank you mọi người rất là nhiều.